Mọi người thấy trò chơi này thế nào? Nói chung là mình thấy thằng này nó lướt sóng sướng quá, bây giờ mình cũng phải thử. Bây giờ nhờ một người lái xe rồi. Giờ anh em mình sẽ hai người lên đây xem nó có đủ ok để đấy không nhá. Anh đừng có mà làm hỏng đồ chơi của em nhá. À. Nào, ok. Mày tao thấy mày lướt sướng. Ao. À, từ từ. Ui, mày ngồi hẳn lên. Bùng bò. Ngồi hẳn lên cho nó bùng. Đấy, rồi. Ok, đi đây em ơi. Bỏ ra thì em giữ đâu. Ôi mình nhá, tại vì cái này nó cũng sắp đứt hết dây rồi. Mấy lại mau đệ lên nữa thì nặng mình. Anh mày làm em ngại uống cái này. Tao chưa được cảm nhận cái độ khuê mẩy đã dụng rồi. À, đi đi em ơi. Đi đây. 1 2 3. Ai da. Ai da. Con chó lợn ai da. Nói chung là chơi thế đủ rồi, bây giờ phải làm tiếp thôi. Nhưng mà vẫn cho mau đệ nó chơi, chứ nó ngồi đằng sau này nó cũng vướng với lại bẩn lưng mình lắm. Đấy. Bẩn lưng. Bây giờ mày thích à đâu? Bây giờ phải thử test. Em follow đi cùng. Ừ, phải thử test xem là cái tốc độ của xe máy với tốc độ của máy cày cái nào phê hơn nhá. Cái nào lướt sướng hơn nhá. Vừa làm, đây là gọi là vừa làm vừa chơi nhá mọi người nhá. Nói chung là anh em mình đã nói chung hoàn thành công việc của cái ruộng đấy rồi. Bây giờ đang đợi đang... cái ruộng này, bây giờ đợi cái bà đấy đón nước ở ruộng trên đã xong rồi xuống được đây thì mới làm tiếp được.
mời mọi người ăn cơm trưa của anh em mình nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Hôm nào mà trưa quá là anh em mình sẽ ăn cơm luôn trên đồng. Giờ này đói ăn hơi bị vào ấy. Ăn cơm trưa lên trên đồng chứ không không về nhà nhá. Em miếng. Cơm nóng mang từ nhà. Hay là chiều. Mời tất cả mọi người nhé. Hay là chiều nghỉ buổi xuống kia nhỉ? Xuống ruộng đấy làm cái bể bơi rồi cầu trượt bùn nhỉ? Ok. Quên, mời tất cả mọi người nhá. Bách cho lô miếng. Rồi rồi rồi. Rồi, này. Thịt ra phải xương không nhá, tí cho ăn xương xong. Rồi. Lô rất là ngoan đấy mọi người nhá. Mai mình còn có một thêm một em thú cưng nữa nhưng mà chưa xuất hiện được, đang huấn luyện. Thế em Pet Pet mình chào. Không. Giỏi ăn gì ngon nhỉ? Ăn ngon nhỉ. Hôm nào là... hôm nào mát trời như này thì ngon, đẹp, sướng lắm. Chứ nắng vỡ đầu như mà hôm trước thì chết. Ngọt quá. Ăn chẳng nói nên lời. Dã nhỉ anh à. Hôm nào phải kiếm cái ruộng thật to. Nó phải như một cái bãi biển đấy mọi người ạ. Để anh em mình vật lộn ăn. Mọi người nghĩ ra được cái gì mà làm hồ tạo sóng không? Anh em mình sẽ làm sóng bùn luôn. Dùng cái lấy mặt đó. Cái tấm dài dài ấy. Đập không có được. Bây giờ phải kiếm được cái ruộng nào. Có một cái ruộng nhà ba sào cũng không, cũng bé. Ít là bây giờ nó dồn điền đổi thửa rồi. Nhưng ngày trước cái ruộng nhà mình vừa làm lúc nãy, ngày trước nó bé lắm nhưng mà dồn điền đổi thửa vào là mấy ruộng tập trung xung quanh là gom hết vào, kiểu như đổi cho nhau ấy. Mỗi người dồn điền đổi thửa, tức là giả dụ như nhà mình ở trên kia có một cái ruộng này, trên kia có một cái này, dưới này có một cái này, hợp tác xã sẽ gom lại hết, xong sẽ phân cho nhà mình đúng cái diện tích đấy nằm cạnh nhau. Đấy, sẽ thành ba ruộng cạnh nhau và san ra thành một ruộng. Chúng ta gọi là dồn điền đổi thửa. Để sẽ tiện cho công tác cây hái, hoa màu. Đâu đây? Ngon nhỉ. Ăn cơm, thấy em ăn cơm nữa. Mày ăn lắm đấy, mày làm cái gì mà mày ăn lắm đấy. Ngại, anh lại mấy cây mà không có em đổ nước vào máy á. Thì con máy của anh chết ngắt rồi. Tao khiến mày đổ à? Tao không đổ được à? Thế cho chàng trai em. Sao cho mà có việc. Nói chung ăn cơm trên đồng rất ngon nha mọi người. Ngon phấn gì? Ăn món gì? Khi đi làm đói. Ngày trước mình thế. Nếu ông chưa đi cày hay là kia toàn ăn cơm trên đồng hết. Không ít cứ về nhà. Tại vì ăn cơm trên đồng cái nhá, xong cái là làm luôn. Nếu mà không nắng như hôm nay là không nắng này, xong cái là làm luôn. Nhưng mà tí nữa anh em mình đi chơi thì đã. Mấy cái lợi của bà ấy đón nước ấy nhỉ. Bây giờ làm phải vui vẻ. Vẫn làm được chơi. Không nên đam mê quá vào cày bừa. Em này hôm nào anh em mình đi tập bơi. Bơi luyện cho bơi kinh điển thôi. Nó biết bơi mà. Nhưng mà bơi không kinh điển. Bơi kinh điển hơn mày. Mọi người thấy pet của mình hôm nay lướt ván đấy nào. Bơi không? Mọi người anh em mình tắm ở ngoài chuối nha. Nó cũng nhảy ra nha. Nó không chọn nước không? Nó biết lướt sóng này. Pet lần đầu tiên lướt sóng. Khoái. Lướt sóng bùn cơ. Con chó sướng nhất thế giới. À. Nó được chơi.
pet của mọi người dưới Hà Nội là được đi massage, cắt lông, cắt kiểu, nhưng mà không bao giờ bằng pet của mình. Pet của mình chỉ có ăn xương cháo chó rồi các thể loại thôi, nhưng mà được ra đồng chơi cùng anh em mình, được lướt sóng, được tắm tắm suối, được ngao du chân hạ, được thỏa mãn bắt chuột ha. Còn được cả một thứ nữa nữa, đó là được thưởng thức ẩm thực Cà Mau. Lúc nào mà nấu không lỗi kỹ thuật tí thì béo chó hết. Không, bây giờ không được gọi là béo chó, béo lô hết. Em này là lô lô. Nhỏ quá rồi mọi người. Nói chung là cho em lô ăn luôn. May rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi, nói chung đi tìm tổ xem có chuột. Mùa này không có chuột mấy mọi người. Muốn đi săn một bữa chuột ăn thèm. Có nhưng mà phải mưa. Thèm lắm đấy chứ, nhưng mà hơi mưa khó. Mưa thì chắc xuống đằng dưới rồi. Đáng nhẽ ra gặt hết rồi như này á, đến vụ đông á thì nhiều chuột lắm, nhưng mà vụ này không ăn thua. Thôi bây giờ cứ đi tìm đã. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip nha. Của anh em mình ok, hay, là phê, gọi là nói chung là tuyệt vời. Đấy, thì để lại cho anh em mình một like, một share, một comment dưới bình luận và một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Đi lôi đi. Đi săn chuột.